Nhìn cái nhà này thích quá trời luôn á, mát mẻ ghê luôn á bà. Trời ơi, nói chung là cũng cài dữ lắm á. Tao không hiểu tự nhiên đang ở đây đi làm ngon lành cái chuyển về chỉnh sống làm gì chỉnh vậy? Thì tự dưng có một hôm tôi đi làm về, xong tôi phát hiện ra tôi cũng phù hợp với cuộc sống trên này bà ơi. Tự nhiên cái tôi bỏ phố về rừng vậy đó. Cái tôi trồng trà, trồng cà phê vậy đó mà tôi sống yên bình mỗi ngày. À là toàn là gửi tôi trà cà phê là của bà đúng không? Nhớ nha, nhớ là phải hãm trà, hãm cà phê kỹ uống hết nha, tâm huyết của tôi đó. Rồi tôi biết rồi mà. Thôi ở lại đây chơi ít bữa rồi về. Tết nhất đâu có làm gì đâu đúng không? Rảnh mà. Nghĩ ở đây đi rồi tôi nấu cái món gì ngon ngon đãi. Hỏi bà không bà Linh? Tôi thì hồi xưa ở cái ký túc xá tôi không có nấu, chứ bây giờ là tôi biết nấu nhiều món hay lắm á. Dữ vậy? Ừ. Ví dụ ơi. Ví dụ như cái món gì mà nó độc mà nó làm nó không ai biết luôn á. Trời trời, có vụ đó hết luôn hả? Ừ. Linh hỏi chương trình món ngon cuối tuần chứ biết làm sao vậy? Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Cuối Tuần, được phát sóng vào lúc 11:50 thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngọc Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Em cảm ơn chị thời gian qua đã đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Cuối Tuần cũng như là cùng với em. Và có xíu nhờ giả thôi. Sao năm mới mà muốn nhờ giả chị gì đây? Dạ thì bạn em ở trên 30 thuộc xuống đó, thì bạn em chúc Tết em rồi tặng em trà với cà phê. Mà bây giờ người ta chúc Tết mình, cái mình mời lại người ta ly cà phê, với lại chẳng lẽ giờ em đổ đâu câu cà phê ra em mời thì kỳ quá đúng không? Bây giờ chị quân sư cho em đi, cái món gì mà có liên quan tới cà phê đi. À, rồi, để giải quyết cái khó khăn của em nè, sẽ giới thiệu đến Phương Linh cùng quý vị khán giả một món ăn, đó là sườn non sốt cà phê. Ê, bây giờ để làm cái món này thì chị sẽ ướp cái sườn ha. Còn Phương Linh giúp chị đập cái trứng gà ra nha. Dạ, em đập một cái hay hai cái chị? Em cho chị một cái thôi. Rồi, sườn thì mình sẽ chặt miếng vừa ăn ha Phương Linh ha. Dạ. Và mình sẽ cho vào trong cái tô. Ở đây thì chị sẽ ướp vào một muỗng cà phê hạt nêm ha. Chút xíu tỏi nè, một chút xíu dầu hào nữa thôi ha. Mình sẽ ướp như vậy thôi. Thì mình sẽ để cái sườn này nè, nó thấm gia vị khoảng tầm 30 phút thì lúc đó mình mới đem đi chiên ha. Và Phương Linh sẽ cho giúp chị cái trứng vào trong đây luôn. Rồi chị sẽ trộn đều lên ha. Rồi và như vậy thì cái sườn của mình sau thời gian mà chờ nó thấm rồi đó thì chị sẽ lăn qua bột và mình đem chiên. Vì sườn này nó còn đang là bị sống nên là mình phải chiên cái lửa nó vừa thôi. Dạ. Để cho cái sườn của mình nó được chín từ từ. Còn dạ, nếu mà mình cho lửa to quá bên ngoài nó vàng và bên trong nó chưa có chín ha. Chị sẽ lăn qua cái bột ha. Ngoài cái bột chiên giòn á thì mình cũng có thể thay thế là bột gạo hay bột năng hoặc là cái bột mì nguyên chất cũng được ha em ha. Dạ. Hay là mình không có bột gạo, bột mì, bột năng mà mình có bột bắp, mình chiên cũng được ha. Món sườn này là món em yêu thích nhất luôn á. Sườn non thì rất là dễ ăn đó Phương Linh. Vì là hầu như là ở nhà nào cũng sẽ có hay ăn món sườn sốt chua ngọt nè, sườn ram nè. Mà đặc biệt là món này mà đãi ngày Tết nữa thì rất là lạ miệng luôn. Đúng rồi, và bây giờ thì mình sẽ chờ sườn chín thì mình làm cái sốt ha. Dạ, may mắn là gặp chị đó, chứ không thôi là em không biết phải làm cái món gì để thay đổi khẩu vị cho ngày Tết nữa. Thường là chỉ có bánh tét, rồi bánh chưng, rồi thịt kho trứng, rồi canh khổ qua thôi. Mấy món đó vẫn là rất là ngon, nhưng mà cái món này mình sẽ rất là lạ miệng luôn. Đúng rồi đó em, cái món sườn non sốt cà phê của mình nè, thì mình cũng có thể là ăn vào mời khách đến mình ngồi mình ăn chơi nhâm nhi đúng không? Thì mình cũng có thể là ăn kèm với cơm, rất là ngon. Rồi bây giờ thì chị sẽ cho dầu vào rồi ha. Mình sẽ phi thơm cái tỏi này vào luôn. Và chị sẽ cho cái nước dừa tươi vào. Rồi và cái nguyên liệu nữa không thể thiếu đó là cà phê. À, mình cho vào ngay lúc này luôn nha. Dạ, cà phê này thì mình cũng pha bình thường như là mình pha phin vậy thôi hả? Đúng chị? Rồi em, cái này là cà phê gì đó pha phin rồi nè. Tùy theo mà mình thích ăn đắng nhiều thì mình cho nhiều một chút. Còn mình muốn cái hương cà phê thì mình cho vừa đủ thôi ha. Dạ. Đây bây giờ chị, nhưng mà chị thích có cái vị đắng của cà phê. Em cũng thích á. Rồi chị sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước cà phê ha. Dạ. Đó, mình sẽ cho sữa đặc vào nè. Dạ.
chị sẽ cho vào đây một muỗng canh sữa đặc và một muỗng canh dầu hào mình cho vô luôn nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho lửa lớn lên một chút cho nó sôi lên ha. Tiếp theo á thì mình sẽ cho vào đây tương ớt ha, một muỗng canh tương ớt luôn cho nó thêm vị cay cay hả chị? Đúng rồi. Rồi hấp dẫn quá, em nghe cái mùi sườn nó đã thơm lắm rồi đó chị. Đúng rồi em. Và bây giờ chị sẽ nêm vào đây một muỗng canh hạt nêm ha. Dạ. Rồi trong thời gian chờ đợi cái sốt của mình nó sánh lại á thì chị kiểm tra cái sườn coi nó chín chưa nha. Hấp dẫn quá ha chị. Rất là nhanh đúng không em? Dạ, rất là nhanh luôn. À, em rất là nhanh, rất là ngon và rất là thơm luôn. Ban đầu chị nói món này em nghĩ là làm cũng hơi lâu á. Đó, bây giờ sườn của mình nó đã chín rồi nè. Bây giờ thì cái sốt cà phê mình nè, em thấy không? Nó sôi lên nè. Dạ thơm, rất thơm, thơm luôn chị. Thơm quá luôn, thơm luôn. Bây giờ thì mình nấu cho nó sánh sánh một chút xíu nữa ha. Dạ. Cái là mình cho cái sườn này vào. À. Mình sẽ ăn kèm với lại này nè, mình sẽ có một ít rau xà lách, dưa leo, cà chua để mình ăn kèm và đặc biệt là củ kiệu nữa. Vì cái củ kiệu nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt để mình ăn kèm với sườn nó rất là hợp, vì sườn mình đã chiên qua thì nó sẽ giảm được cái độ ngấy đi á. Dạ. Với lại đặc trưng của ngày Tết mình nữa. Đúng rồi. À, mình sẽ đổ vào trong nồi sốt luôn ha chị? Đúng rồi em. Như vậy là mình đã xong cái món sườn non sốt cà phê rồi đó em. Nhanh quá chị. Nhanh không? Dạ, thì nhanh. Sườn mình đã chiên chín rồi nè. Dạ. Ớp nó thấm gia vị, chiên nó chín lên. Cà phê, sốt cà phê mình cũng làm xong thì mình xóc vô thôi. Dạ. Dạ và như vậy thì cái món sườn non sốt cà phê của mình đã được trình bày xong. Bây giờ Ngọc Nghĩa cùng với Phương Linh mời quý vị khán giả ra bàn để thưởng thức. Dạ. Và Phương Linh cũng nhanh tay chuẩn bị một thớt cơm nóng rồi đó chị. Rồi vậy mình đi thôi. Mình ăn kèm với sườn ha chị ha. Đúng rồi em. Thịt sườn tươi ngon kết hợp cùng với sốt cà phê thơm lừng khiến món ăn vô cùng độc đáo. Món ngon lạ miệng này không chỉ giúp bữa cơm cuối tuần của gia đình được đổi vị, mà quý vị hãy thử trổ tài món sườn non sốt cà phê trong các dịp gặp gỡ bạn bè hoặc chiêu đãi đồng nghiệp, đối tác. Tin chắc gia chủ sẽ ghi điểm cho sự tinh tế và sành ăn khi giới thiệu món ngon này đến với mọi người. Chúc quý khán giả trổ tài thành công nhé! Cái món sườn non sốt cà phê này đó Phương Linh, ngoài ăn với cơm á thì mình còn có thể ăn kèm với các loại xôi nữa đó Phương Linh. Dạ. Ngày Tết của mình hay có xôi gấc nè. Dạ. Đó, xôi đậu xanh nè. Thì mình cũng có thể ăn kèm với các loại xôi nữa ha. Quá đẹp luôn chị. Cái thơm phần không? Dạ thơm, về phần nhìn và phần hương vị thì rất là thơm, rất là đẹp luôn. Nhìn cái là muốn ăn liền, mà mình đãi khách cái món này ở nhà thì quá là sang. Khách cảm giác giống như là mình rất là mến khách đó chị. Đúng. Khi mà mình đãi cái món này. Và bạn em thì bảo đảm khi đã nhìn cái món này xong là cho em 10 điểm trước đã. Rồi bây giờ thì không để em chờ lâu. Mời em ha. Em háo hức quá rồi chị ơi. Em đặc biệt là muốn thử cái loại nước sốt này trước nè. Rồi, rồi em mời quý vị nha. Nước sốt có vị đặc trưng là hơi đắng đắng. Đúng rồi, cà phê mà em. Dạ. Hơi béo béo. Sữa đặc. Ngọt ngọt của cái sữa đặc đó. Sữa đặc luôn. Và nước dừa của mình. Dạ, rất là thơm luôn chị. Ăn không có bị ngấy. Ban đó đầu thì mình cũng rất là thắc mắc là cái món này có thể ăn được với cơm không. Nhưng mà khi mà mình thử vào rồi thì mình thấy món này rất bắt cơm nha chị. Đúng nha. Đúng rồi. Chị ơi, sườn nó mềm quá chị ơi. Mà sườn hòa quyện với nước sốt đắng đắng, béo béo. Cái mùi vị rất là lạ luôn. Em biết không, cái Việt Nam mình có một cái món ăn nè, chè. Dạ. Mà kết hợp với thịt quay. Ừ. Nhưng mà bây giờ lại là sườn lại kết hợp với cà phê. Ừ. Em thấy nó có hai cái vị ngược chút xíu không? Dạ. Nhưng mà khi mà mình kết hợp, cái mà mình không nghĩ nó hợp với nhau nhưng nó là rất là hợp. Rất là hợp luôn chị. Em rất là cảm ơn chị đã cho em một cái món ăn mới lạ miệng mà vô cùng là ngon, gửi tới em cũng như bạn em và quý vị khán giả ở đây. Giờ đây thì Ngọc Nghĩa cũng mong rằng vào dịp Tết này cũng như các ngày cuối tuần hay những cái dịp mà họp mặt bạn bè thì Phương Linh cùng với quý vị khán giả sẽ có thêm một cái món mới, đó là sườn non sốt cà phê vào thực đơn của gia đình mình. Dạ. Và bây giờ thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Phương Linh, chị Ngọc Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại.